Xin kính chào quý vị và các bạn. Việc thanh lý cho quý vị và các bạn một cặp toàn giải nha. Thì cặp này mới về. Cái cặp y như vậy á, thì 2-3 ngày trước mình có một cặp, Việt cũng đã bán rồi. Cặp đó mình Việt bán 8 triệu rưỡi. Thì cặp đó căng cái lưới ở trước nè, còn này nó mất cái căng rồi quý vị và các bạn. Cái lưới phía trước này gách rồi nha. Thì đây là cặp toàn giải của hãng Foster Fortet đó. Thì toàn giải này á, đặc biệt của hãng á, xưa nay họ sản xuất là bát có 20 thôi nha quý vị. Có một vài quý vị không biết nói cái lo bát có 20 sao bán đắt như vậy. Không có đâu. Quý vị nào mà biết chơi á thì sẽ biết về cái dòng lo này nha. Không phải là đắt hay rẻ, không phải bát nhỏ là rẻ, bát lớn là đắt đâu nha quý vị và các bạn. Thậm chí có nhiều đôi chỉ bát chỉ mười mấy thôi, giá nó cũng mười mấy 20 triệu là bình thường đấy. Đây. Gân đỏ nha, gân mềm nha quý vị, gân rất là mềm. Con này tiếng đánh hay đó. Tiếng thì khỏi chê rồi, từ Anico. Thì quý vị có thể lên Google quý vị search nha. Ở đây là cái dòng đen này nè, cái đen này á, là cái lưới mà người ta dán lên đây nè đó. Thì cái chỗ đen này là người ta quẹt keo vậy để người ta ịn cái lưới vô cho nó sát đó. Rồi thì thùng này là thùng gỗ lạng nha quý vị, thùng gỗ lạng, thùng zin của hãng luôn đó. Thì theo năm tháng thì nó cũng có chốc này nọ chày chày chút xíu ha. Rồi, ủa sao mình để ngược đầu luôn rồi. Đây quý vị, ở phía sau nè đó. Cái này thì quý vị về muốn xì ba thì xì ba, còn không thì cứ để như vậy mà xài nha. Rồi để ngược luôn rồi, để việc lật lại quay cái model cho quý vị xem nha. Cái ta mình đây rồi, đây thì cái model này á là 203S. Cái hàng này chất âm thì khỏi chê rồi. Cặp trước nó đẹp hơn cặp này. Thì việc bán 8 triệu rưỡi, cặp này thì không có lưới. Đó. Bây giờ việc bán giá hợp lý thanh lý để quý vị và bạn về, thứ nhất là làm cái căn này, còn không thì để vậy cho nó đẹp. Đó. Cái thứ hai là mình xì ba thùng đồ lại thì coi như mình bán cũ lo thôi. Việc bán cho quý vị và bạn giá 6 triệu. 6 triệu là cái củ lo không là đã có giá hơn 6 triệu nha quý vị. Quý vị cứ lên Google quý vị search cái đời này thì quý vị sẽ thấy ở trên mạng người ta bán bao nhiêu nha. Đó. Và thậm chí hàng Airbus, hàng bên Airbus hay là bên Nhật các bạn á, người ta cũng bán là giá rất là cao, và hầu như anh em audio nào cũng đánh giá cái đồ này rất là hay. Đó, từ Anico. Cặp toàn mấy cái cặp toàn giải mà của hãng Fortet sau này á, đa số nó là từ Ferrit, từ Anico thì âm thanh nó mộc hơn, nó nghe là coi như là thật hơn. Toàn giải thì quý vị và bạn cũng biết rồi, âm thanh của nó rất là hay. Rồi, 6 triệu, quý vị nào mua thì chuyển khoản. Đó, hàng thanh lý thì đi nhanh nha. Quý vị nào chuyển khoản trước bán trước nha, không chờ không đợi nha.